Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thủy Tiên phát tiền bị ăn chặn, ngân sách giúp gạo bị rút lõi. Sau hai lần ăn chặn tiền cứu trợ do ca sĩ Thủy Tiên phát diễn ra ở Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và ở Hải Lăng, Quảng Trị, thì nay mạng xã hội lại bùng lên một trò ăn chặn mới. Lần này là ở Đắk Nông. Sự việc diễn ra ở tổ dân phố 1, thị trấn Tha Linh, huyện Sư Cư Sút, tỉnh Đắk Nông. Theo báo Người Lao Động, người dân ở đây đã gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo việc ăn chặn, bớt xén gạo hỗ trợ, cứu đói cho nhân dân. Theo như tố cáo của người dân, dù không nhận được gạo cứu đói, nhưng nhiều hộ dân vẫn có chữ ký xác nhận đã nhận gạo trong danh sách. Bên cạnh đó, nhiều hộ nhận được gạo nhưng lại bị bớt xén so với số lượng thực tế được hưởng. Liệu rằng có phải chính quyền đã giở trò ép dân ký như trường hợp đã xảy ra ở Hải Lăng, Quảng Trị, hay họ lại giở chiêu trò gì khác đây? Đây là hình ảnh tin đăng trên báo Người Lao Động. Trên khắp đất nước Việt Nam, nơi nào càng hẻo lánh thì là nơi đó có các chính quyền địa phương càng lộng hành. Lòng tham của quan chức chính quyền cộng sản thì ở đâu cũng vậy. Họ luôn tìm cách bớt xén tiền hàng của người dân vốn đã rất nghèo khổ. Ngay cả với những trường hợp cứu trợ được ca sĩ Thủy Tiên phát truyền hình trực tiếp để làm bằng chứng mà họ còn ăn chặn được, thì nói gì đến những trường hợp cứu trợ tại những nơi hẻo lánh không được phổ biến trên mạng. Vụ việc bị phanh phui ở tổ dân phố 1, thị trấn Etling, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông được xem như là một vụ hiếm hoi được phát hiện. Cũng theo báo Người Lao Động cho biết, thì nhiều hộ dân ở tổ dân phố 1, thị trấn Etling, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông cho biết, từ đầu năm cho đến nay, người dân được nhà nước hỗ trợ nhiều đợt gạo cứu đói như hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán tháng 1 năm 2020, hỗ trợ gạo trong đợt giáp hạt tháng 5 năm 2020 và hỗ trợ gạo cho nhân dân ảnh hưởng trong đợt nắng hạn tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, trong các đợt cấp phát gạo đó, nhiều hộ dân có tên trong danh sách phê duyệt nhưng lại không nhận được gạo. Một số hộ được nhận gạo nhưng bị bớt xén, không đủ số lượng được cấp. Đặc biệt là có rất nhiều hộ dân không được nhận gạo nhưng trong danh sách lại có chữ ký nhận đủ số gạo. Đó là những gì mà chính quyền địa phương nơi đây đã làm. Đúng như lời của bà cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã từng nói, ăn của dân không chừa một thứ gì. Cả người mang bệnh cũng không tha, với những người dân vừa nghèo vừa mang bệnh tật mà vẫn nhẫn tâm ăn chặn gạo cứu trợ của họ thì có thể nói đó là sự tận cùng của khốn nạn. Ví dụ như hộ gia đình ông Phạm Văn Hòa, 41 tuổi, tổ dân phố 1, có hoàn cảnh rất khó khăn. Ông bị bệnh thận, không có tiền chữa trị, một mình phải làm thuê nuôi ba người con ăn học. Tháng 5 năm 2020, ông Hòa nghe tin nhà nước hỗ trợ gạo cứu đói, nhưng đợi mãi không thấy. May cho ông là có báo chí phanh phui, chứ không thì ông cũng không biết được hạt gạo cứu đói có hình dáng như thế nào. Người dân ở vùng quê, vùng sâu, vùng xa vốn rất chất phác. Họ chỉ biết chờ đợi chứ không hề nghi ngờ. Vì vậy mà chính quyền địa phương nơi đây mới lợi dụng. Không có cái lợi dụng nào dễ dàng bằng lợi dụng sự hiền lành chất phác của người dân nghèo, ít học, ít chữ. Ông Hòa đã cho biết ông rất bất ngờ khi thấy mình có tên trong danh sách nhận gạo và đã ký nhận tới 75kg. Dù từ trước đến nay, ông chưa bao giờ nhận được hạt gạo hỗ trợ nào từ nhà nước. Đây là hình ảnh ông Phạm Văn Hòa, người bị giả mạo chữ ký nhận gạo cứu trợ, cứu đói. Cũng không khá gì hơn gia đình ông Phạm Văn Hòa, con cái bà Trần Thị Duyên cũng đều là những người tật nguyền đáng thương. Một gia đình mà có đến 4 người con bị tật nguyền mà chính quyền cũng ăn chặn được, thì quả thật không còn từ ngữ gì có thể mô tả hết sự khốn nạn của họ. Bà Duyên cũng nghe tin nhà nước hỗ trợ gạo ăn Tết, bà cũng mừng nhưng đợi mãi không nhận được. Bà cho biết mới đây tìm hiểu ra thì gia đình bà có tên trong danh sách được nhận 30kg gạo, nhưng lại không nhận được. Ai đã giả chữ ký trong danh sách để nhận phần gạo của gia đình mình? Đây là hình ảnh của nhà bà Trần Thị Duyên phải đi vay gạo hàng xóm mang về. Vâng, thực tế thì làm sao người dân biết ai đã đặt bút ký được? Nhưng kẻ chủ mưu hay là kẻ đồng lõa thì không khó có thể chỉ đích danh. Trước hết, tổ trưởng tổ dân phố 1 phải chịu trách nhiệm và sau đó là những người trong tổ làm công tác lập danh sách phát quà. Rất dễ truy tố những người này, có điều là chính quyền có mạnh tay hay không mà thôi. Hay đợi sau khi dư luận lắng xuống thì mọi chuyện lại đâu vào đấy và danh sách chữ ký giả mạo và số lượng gạo bị bớt xén tiếp tục sẽ giải ra. Chính quyền địa phương nơi đây đã làm rất nhiều chiêu trò. Có người thì bị cắt xén đến 100% phần gạo cứu trợ.
có người thì bị bớt xén một phần. Điển hình, hộ gia đình bà Hoàng Thị Kim Điền ở cùng tổ dân phố 1 có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhà cửa tạm bợ, đất canh tác không có, lại sinh nhiều con nên khi gặp hoạn hán, cuộc sống gia đình bà lại càng khó khăn hơn. Vào ngày 6 tháng 10 vừa qua, bà Điền trong danh sách nhận được 105 kg gạo, nhưng trên thực tế chỉ nhận được 30 kg. Đấy chính là hành động của chính quyền địa phương nơi đây ăn chặn chắn trợn như vậy. Họ dám ăn chặn công khai trước mặt nhân dân. Và vì sao như vậy? Vì đơn giản, họ coi thường nhân dân và cho rằng dân nghèo hiểu biết hạn hẹp, thấp cổ bé họng, chẳng biết kêu cứu ai. Tương tự, hộ bà Trần Thị Phượng, danh sách nhận được 60 kg nhưng chỉ nhận được có 30 kg mà thôi. Hộ bà Ngô Thị Lan trong danh sách phê duyệt được 75 kg nhưng chỉ nhận được 30 kg. Còn bà Hoàng Thị Kim Điền cho hay gia đình không biết thực tế nhận được bao nhiêu gạo. Sau khi người dân tố cáo, bà được mời đi họp thì mới biết gia đình bà nhận được 105 kg gạo, tức là khoảng 15 cân một người. Đây là hình ảnh danh sách phát gạo bằng chữ ký giả mạo. Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Edling Nguyễn Hữu Ánh cho biết, trong đợt hạn hán đầu năm 2020, toàn thị trấn có 2.018 khẩu ở 13 tổ dân phố bị ảnh hưởng. Đầu tháng 10 vừa qua, cấp trên đưa xuống 30,27 tấn gạo để cấp phát cho 2.018 khẩu với định mức 15 cân gạo mỗi khẩu. Qua giả soát thì đúng là tổ dân phố 1 cấp phát gạo không đúng quy định. Vâng, 15 kg gạo là rất ít, vậy mà quan chức cũng không thà. Hầu hết những vấn đề tiêu cực địa phương là do người dân kêu cứu, chứ chính quyền cấp cao hơn không phát hiện kịp thời, luôn luôn là như vậy. Mà những sai phạm của tổ dân phố thuộc quyền quản lý trực tiếp của thị trấn mà chính quyền của thị trấn này không hay biết, thì vai trò quản lý của chủ tịch và bí thư thị trấn này phải được đặt thành nghi vấn. Vậy liệu có sự chỉ đạo ăn chặn từ người đứng đầu thị trấn Edling hay không? Nếu không chỉ đạo tổ chức tổ dân phố ăn chặn thì tại sao ông ta không phát hiện ra? Và phát hiện tiêu cực cấp dưới là trách nhiệm của quan chức cấp trên mà. Nếu không đồng lõa hoặc chủ mưu thì ông ta cũng là người tắc trách. Và cuối cùng chúng ta lại thấy cách ăn chặn ở Ngọa Cương lại được dựng lại. Và trước sức ép của dư luận vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, ông Nguyễn Hữu Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Edling xác nhận việc này có xảy ra trên địa bàn. Trên báo VTC News, ông Ánh nói rằng lực lượng chức năng đã thành lập tổ xác minh thông tin phản ánh của người dân. Kết quả ban đầu cho thấy sự việc như người dân phản ánh và địa phương đã chỉ đạo phải phát gạo ngay đúng trường hợp được hưởng. Đồng thời, sau khi làm việc với các bên liên quan, cơ quan chức năng nhận thấy ở các tổ dân phố cắt giảm nhiều hộ dân để chia lại cho một số hộ khác cũng nằm trong diện khó khăn chứ không phải là ăn chặn. Đây là hình ảnh bài báo trên trang VTC News. Cũng tương tự như hành động chống chế của chính quyền thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đó. Lần này, Ủy ban Nhân dân thị trấn Edling cũng chống chế rằng, sau khi làm việc với các bên liên quan, cơ quan chức năng nhận thấy, ở các tổ dân phố cắt giảm nhiều hộ dân để chia lại cho một số hộ khác cũng nằm trong diện khó khăn, chứ không phải là ăn chặn. Và thực tế, người dân chưa từng thấy chính quyền thu tiền lại rồi san sẻ cho người dân bao giờ. Tất cả những gì người dân chứng kiến lâu nay thì chỉ có quan chức thu lại rồi chia nhau làm giàu. Những lời chạy tội như thế không thể nào qua được mắt dân. Tuy nhiên, dân không thể làm gì được các quan lại tham nhũng bất nhân này vì họ tham nhũng có hệ thống. Cấp chính quyền nào đã đồng lõa với tổ trưởng tổ dân phố 1 và kẻ chủ mưu hoặc đồng lõa luôn có hành động bảo vệ những sai phạm thuộc cấp. Vì đơn giản, bảo vệ thuộc hạ cũng là bảo vệ mình. Sẽ không có trả lời thẳng thắn nào từ phía ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Edling đâu. Và hãy xem nội dung câu phát biểu của ông Chủ tịch thị trấn thì biết. Và chỉ cần như vậy, người dân cũng tự hiểu rằng đấy là hành động phạm tội, đồng lõa hoặc chủ mưu rồi, chứ không cần phải đợi đến khi cơ quan điều tra vào cuộc nữa. Và rồi cũng sẽ không có cơ quan điều tra nào vào cuộc cả. Cùng lắm chỉ là họp bàn qua loa rồi rút kinh nghiệm là huề cả làng. Ăn chặn gạo nếu không bị phát hiện thì bọn quan lại tham nhũng sẽ được thêm của cải, nhưng nếu bị phát hiện thì chỉ rút kinh nghiệm là xong. Cách xử lý như vậy là trò quen thuộc của Đảng Cộng sản Việt Nam từ thượng tầng ở trung ương cho đến anh tổ trưởng tổ dân phố nhỏ bé. Và chính cách xử lý như vậy mà nó tạo nên một nhà nước tham nhũng tầng tầng lớp lớp như hiện nay ở Việt Nam. Đây là hình ảnh người dân phản ánh với báo đã được đăng trên đài VTC News. Vấn nạn tham nhũng của chế độ này là bất trị. Ở chế độ này ai cũng thấy rõ một nghịch lý là đấy là lương của quan chức rất thấp, nhưng cuộc sống của họ thì rất giàu có và xa hoa. Đó chính là tham nhũng,
chứ không cần phải đợi người ta bắt tại trận mới có bằng chứng trắng đen mới gọi là tham nhũng được. Ở các quốc gia nào thì tham nhũng cũng bị tấn công, chứ ở Việt Nam thì đa phần tham nhũng được bảo vệ. Nếu ông trưởng khu phố 1 mà ăn chặn một mình, liệu ông chủ tịch thị trấn có lên tiếng bảo vệ ông ta hay không? Vậy nên, đã xảy ra hiện tượng bảo vệ nhau khi có tiêu cực, thì đó chính là dấu hiệu tham nhũng của một nhóm, chứ không phải của riêng cá nhân ai cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020 với bản tin Thủy Tiên phát tiền bị ăn chặn, ngân sách giúp gạo bị rút lõi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận được bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.